74 này. Còn cái này là 2 đồng 99 một cái. Còn 7 con khủng long 1, 2, 3, 4, 5, 6 con khủng long. Bây giờ mình đi lấy cái kẹo này, mình bỏ vô mây rồi quay cho nó tan ra nha. Tan ra xong mình đổ vô đây. Mình đổ ở đây xong mình bỏ vô tủ lạnh. Tủ lạnh thì mình để cho nó đông lại, xong mình đẩy nó ra. Ok. Mình đem vô mây quay nha. Xong bỏ vô đây. Đang lấy cái muỗng qua xuống. Bỏ lo đi đâu bố? Quái gì trời? Nhét vô đó đó, mình bỏ vô đợi đông lạnh mới lấy ra được. Là mình sẽ mở con Stegosaurus làm bằng thương chocolate ra này, để con nó ra được như y chang như cái khuôn không nha. Đây là cái viên đầu tiên đó. Nhưng mà cũng được lắm nha, y chang như cái khuôn luôn á nha. Đó, một viên. Bây giờ mình sẽ làm viên thứ hai ra. Tên 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 second one. Ôi, mình làm gãy mất cái đuôi rồi. Phụ mẹ đi gia đình lấy ra, con lấy cái cục này ra đi. Ok, lấy ra đó, hay chưa ơi. Mày nhìn bao mì coi, mày nhìn bao mì coi. Ba viên hả? Đây là thành quả mình làm xong cho Pepper. Pepper đang ăn này. Ngon không? Gì vậy chạy? Ngon con.